Bây giờ thì đã khuya lắm rồi, nhưng mà CC vẫn không quên Happy Friday. Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các chú, các anh và các bạn. Rồi, đó là phần của các anh xong rồi đúng không? CC không quên nha, mặc dù trễ thật là trễ nhưng mà vẫn gửi lời chúc được ha. Cái video này rất đặc biệt, các chị cần lắm. 4 tháng rồi, không có on sale. Trời ơi, ngày hôm nay CC biết on sale hả? CC đi mua cho các chị, nhưng mà còn nhiêu lấy nhiêu à. Thì thật ra đó, những cái này đó là người ta may double size, cho nên small medium là mặc được, medium với large có thể mặc được. Có nhiều cái tại vì sale lớn quá cho nên á, người ta cầm lên người ta vớt xuống dưới đất luôn, rồi nhiều khi bị dơ này nọ đó. Hôm nay đi với các con của CC nữa ha, thì các cháu tỏ mắt hơn, các cháu nói mẹ ơi không được cái này dơ rồi mẹ, không biết tại sao người ta lại như vậy không biết. Mình không mua nữa thì mình lấy mình treo lên thôi, ở mê xì mà họ cũng dục đầy dưới đất các bạn đó, cho nên là phải nhìn thật là kỹ luôn. Hôm nay nhờ có các con CC, CC mua được cũng khá nhiều, cho nên là bây giờ các chị em nào xem mua được thì mua, các chị em nhớ chụp lại màn hình và ghi cái size, tại vì đồ ngày hôm nay đó nó lẫn lộn. Thì cứ sale rẻ quá 19 đồng 99 CC lấy, cứ việc lấy ôm cho một đống luôn đó, thì về chia cho con, chia cho cháu, rồi phần còn lại là CC để dành cho các bạn, chắc cũng được khoảng một chục cái. Thì đây là những cái áo lót, lúc nào các bạn phải nhớ, giống như các bạn mặc đầm như vậy nè, CC cũng mặc, các bạn cũng mặc. Đây là những cái áo, cái áo này là cái dạng áo các bạn mặc vào người để nó protect cái làn da của các bạn. CC nói thật, chỉ có ông bạn bác sĩ Mỹ của CC, ông lo lắng cho CC, ông chỉ cho CC là cần phải như vậy như vậy như vậy, thì CC mới biết. CC biết chia sẻ hết với các bạn. Các bạn có biết cái áo ở bên trong đó, nó quan trọng lắm không? Chúng ta người Việt chúng ta không để ý, chúng ta không biết. Có nhiều bạn nghĩ rằng là ok mặc cái áo đó vô để cho nó ôm cái bụng lại, cái đó là loại áo khác nữa các bạn. Rất là nhiều, chỉ có người Mỹ họ mới biết thôi. Thì để CC nói, cái áo đó nó là, hôm nay cái nào sale CC mua à. Đây, loại này là CC mặc nhiều lắm luôn đó, mà hiện tại giờ cũng đang mặc nữa nè. Đó, đang mặc. Đây là một cái mình vải nó rất là đặc biệt, nó khác hoàn toàn với những cái áo thun khác. Đây là áo lót nha các bạn, lúc nào các bạn cũng phải mặc ở bên trong, rồi các bạn mặc áo đầm ở ngoài, hoặc là các bạn mặc quần jean, quần tây, quần gì đó không biết, nhưng mà CC nói chữ áo lót là các bạn biết rồi. Nhưng cái áo lót này các bạn có thể mặc với quần jean, mặc với quần tây, rồi các bạn khoác một cái áo vest ở ngoài hoặc là một cái áo khoác ở ngoài vẫn được, vẫn đi ra đường được. Chứ không phải nói áo lót là chỉ mặc ở trong nhà ngủ, không phải nha. Cái dạng áo này nó đặc biệt như vậy, CC đang mặc đây. Đó. Thì các bạn biết người Mỹ, các bạn coi phim các bạn cũng thấy vậy, lúc nào mà người ta vô phòng rồi người ta cởi cái áo ngoài ra luôn, luôn ở trong là phải có một cái áo đầm lót hoặc là một cái áo lót. Thì cái mình vải này nó rất đặc biệt. Cái mình vải này các bạn mặc vào trong người các bạn, nó sẽ ôm lấy người của các bạn, giống như là cái phần da thịt của các bạn, lúc nào nó cũng mát mẻ với một cái độ vừa với khí hậu ở ngoài trời. Thí dụ trời nóng quá, cái mình vải này nè, bạn mặc vào lúc nào nó cũng mát, nó vẫn giữ một cái độ như vậy. Trong khi ở ngoài trời nắng là chuyện trời nắng, nắng nó xuyên qua lớp áo này, nhưng cái lớp áo bên trong mới là cái lớp áo nó giữ cho cái làn da của các bạn, bạn sẽ không bao giờ khó chịu. Mấy cái đó không ai biết đâu, CC nói thật, chỉ có một bạn bác sĩ Mỹ của CC, ổng lo lắng cho CC từng chút đó, ổng mua cho CC luôn, rồi ổng chỉ cho CC mặc như vậy như vậy như vậy, giữ cái cơ thể của mình, để giữ cái body của mình với cái khí hậu nó thay đổi bất thường, thì chính những cái áo này quan trọng lắm, mà các chị em chúng ta đâu ai biết, không ai chỉ các bạn đâu, thật sự không ai chỉ. Chúng ta chỉ nghĩ cái áo lót là áo lót, nhưng mà không, đặc biệt những cái áo lót, những cái mình vải người ta làm ra, người Mỹ họ cần giữ ấm ở trong người của họ. Nói chữ ấm thì các bạn nghĩ lạnh mới ấm, nhưng mà không, cái nhiệt độ đi, nói chữ nhiệt độ chắc đúng, cái nhiệt độ với cái mình vải này với lại cái da thịt của họ lúc nào nó cũng cân bằng. Cho dù bây giờ trời nắng nóng,
cho dù bây giờ mình bước vào trong nhà hàng hoặc là một nơi nào đó nó lạnh thật là lạnh, nó chỉ lạnh cái lớp áo ngoài, lạnh cái da thịt, cái tay, cái chân mình thôi. Còn từ ở đây mà xuống dưới ngực, xuống dưới bụng mình, chính cái áo này lúc nào cái nhiệt độ nó vẫn là như vậy. Cái hay là ở cái đó, đâu ai để ý phải không? Không ai biết đâu. Vì CC có một bạn đó, một bữa ăn ngày hôm nay nè, mới vừa đi về đó. Đó thì CC nói để các bạn biết được là những cái này là CC rành lắm. Rành là nhờ có ông. Ông chỉ cho CC, CC mới biết. Cho nên CC chia sẻ với các bạn. 19 đồng 99 on sale, hôm nay có được mấy cái, mua hết mấy cái luôn các bạn. Và còn được nhiều cái linh tinh nữa. CC ra trễ quá, tại vì đóng cửa tiệm xong rồi chạy ra là mo cũng gần đóng cửa rồi các bạn. Đó cho nên là mua được nhiều hay nhiều ha. Đó thì quá rẻ. Cái này các bạn mặc mỗi ngày. Đối với người Mỹ đó, một tháng 30 ngày họ có 30 cái áo mà mỗi kiểu khác nhau. Đó thì chúng ta cần lắm. Các bạn đi làm bình thường mỗi ngày thôi, các bạn vẫn mặc ở bên trong. Rồi các bạn mặc áo sơ mi, áo kiểu quần jean, quần tây gì đó tùy ý. Đây là áo lót. Cái này để nó giữ ấm cái người của chúng ta. Từ đây xuống dưới đây của chúng ta chính là cái áo này ha. Thì đây, đi vào nhà hàng ăn bạn cũng ấm. Vì cái mình vải các bạn, vì cái mình vải nó làm cho chúng ta được như vậy. Hay không? Đó, CC học biết được gì chia sẻ hết à. Các bạn đi thấy cứ việc mua ha. Mua những cái này ở trong cái chỗ bán đồ lót ở Macy đó các bạn. CC mua ở Macy nhiều là tại CC có thẻ, thẳng ra là vậy đó. Rồi các bạn muốn mua đâu tùy các bạn ha. Nhưng mà nhớ cái mình vải nha, 19 đồng 99 một cái. Đây, giặt thoải mái tha hồ, vò nước lã treo lên cũng được, vò xà bông treo lên cũng được các bạn. Muốn giặt máy sấy gì đó tùy ý các bạn hết. Đây, mình vải nó xốp, thiệt là xốp luôn. Cái này là đúng cái CC đang mặc luôn đó. Small, medium mặc được ha. Thì đây một cái. Các chị em nào muốn mua cái nào chụp lại màn hình chứ các chị em gửi cái video cho CC. Thứ nhất CC không có thời gian để coi video đó. Cái thứ hai coi thì CC coi, CC biết thôi, nhưng mà CC biết bạn chọn cái gì ở trong video đó. Thành ra chị em nào gửi hình cho CC, CC mới trả lời. Còn các chị em gửi video CC chịu thua ha. Không có thời gian để coi video luôn đó. Thì đây nha, đây là cái thứ nhất. Chị em nào muốn mua cái nào cứ chụp lại màn hình rồi ghi cái size ở dưới cho CC. Có một cái CC báo liền, còn không có size CC im luôn, không trả lời luôn. Hoặc là CC nói không có, vậy đó ha. Để khỏi mất công phải trả lời nhiều. Đây, đây là cái CC đang mặc ở trong người nè. Và cái này đó, cái phần ở trên này nó giống y hệt cái mình vải đó. Nhưng ở dưới đây nó là một cái lớp thun ngang qua như vậy nè. Nó như gen để nó ôm cái bụng các bạn lại. Cái này dành cho các bạn nào da trùng, da nhăn thì nó sẽ ôm gọn lại. Không có ôm lắm đâu, ôm vừa phải thôi, ôm chút thôi. Thì đây, rồi ở dưới đây nó xòe ra bình thường một chút. Kể đi, được chút nào hay chút đó. Da trùng, da nhăn mà, chứ đâu phải là bụng to đâu. Bụng to là gen. Còn đây là cái loại áo dành cho các bạn da bị trùng, da bị nhăn ha. Các bạn nghe kỹ kỹ giùm CC nha. Cái dạng áo này không dành cho các bạn bụng to, mô mỡ cứng mà bụng to ra. No 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 nha. Không mặc cái áo này. Cái áo này dành cho các bạn nào da bị trùng, da bị nhăn. Thí dụ như ăn no nó phình ra, sáng ngủ dậy nó xẹp vào, giống y như CC đó, thì mới mặc cái áo này. Các bạn thấy trên này nó bình thường, cái phần dưới này nó ghen, ghen mỏng thôi. Rồi dưới đây nó bình thường như vậy. Nhớ giùm CC nha. Da trùng, da nhăn mặc loại áo như vậy. Cái áo này là 2 trong 1. Các bạn mặc cái cổ trước như vậy cũng được. Các bạn lật ra đằng sau, các bạn mặc như vậy mà mặc cho đằng trước vẫn được. Đây là loại áo 2 trong 1, coi như là hai cái cổ đó. Cổ tròn như vậy, lật ngược ra cổ trái tim như vậy đều được hết ha. Đây là loại áo 2 trong 1. Cái này với cái này giống nhau. Cái loại này nó có 4 màu nhưng hết rồi. Ra trễ quá, còn có 2 màu thôi. Nó có màu da và màu đen nữa. Với lại cái màu này đẹp nè các bạn. CC thiệt thích màu này luôn, CC chưa có màu này luôn đó. Bạn nào muốn mua mua đi, không mua CC bạn. Đó nha, đây 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 đây.
Mua được có hai màu à? Thôi kệ nó đi, được màu nào hay màu đó. Đây là cái loại cũng dành cho các bạn bụng da nhăn, da trùng. Nhưng cái này nó có cái độ ngực. CC thì không có cần mặc độ ngực, nhưng mà thấy đẹp quá, rẻ quá, CC mua luôn. Có 4 màu, CC cũng mua được có 2 màu. 2 màu kia hết rồi, không còn. Cái này không có độ ngực. Cái trắng cái đen, cái trắng cái đen là tại vì CC thấy trắng đen các bạn mặc thường xuyên đó, cho nên là CC mua. Những cái này CC mua cho CC không đó. Thì các bạn nào muốn mua thì cứ mua đi, CC mặc sau cũng được. Đây là loại dành cho các bạn nào da trùng, da nhăn. Tại chỗ này nó có một chút ghen nè. Còn nếu bụng các bạn to mà có mô mỡ cứng thì các bạn mặc cái loại khác, không có mặc loại này ha. Đây, hai cặp nha. Cái này có độ ngực, cái này không độ ngực. Đây. Trắng đen dễ mặc nhất, cho nên CC mua trắng đen. Và đây, đây là một bộ rất là xuất sắc. Thì bạn nào lucky sẽ mua được bộ này. Đây là cái áo với một cái mình thun gì đó, nó lạ lùng vô cùng. Nó vừa láng, vừa bóng, vừa mịn, vừa lạnh. Đây. Cái này đó, các bạn mặc vào nó lấy cái xếp ở trên người các bạn lại. Bụng to mặc được, da trùng, da nhăn mặc được hết luôn. Đây là một bộ nha các bạn, ba cái. Đây là cái áo. Đây là cái quần. Cái quần này là dạng ghen. Bạn mặc vào nó sẽ ôm cái bụng các bạn lại, đẹp lắm. Loại này CC có. Đây. Bạn muốn mặc như vậy cũng được. Cái áo này với cái quần này. Đây là quần ghen nha các bạn, quần ghen nha. Đây là một bộ cho các bạn mặc đó. Như vậy. Rồi các bạn mặc đầm. Giống CC nè. Đầm gì cũng được, để đi ăn tiệc. Nó màu da luôn, nó rất là đẹp. Còn nếu như bạn không có mặc cái bộ này, bạn mặc cái này không, cái này nó lên tới đây nha, lên tới ngay ngực của các bạn luôn. Và đây, nó ôm hết cái vòng bụng cho các bạn luôn. Đó, cái bộ này là ba cái. Đây là dạng quần mặc như vậy nha. Mặc mình nó thôi, rồi trên mặc áo ngực bình thường của các bạn. Hoặc là các bạn muốn mặc như vậy. Đây là cái áo, áo dài lắm các bạn. Quá mông CC luôn á. Rồi đây là cái quần ghen. Các bạn mặc vào. Có một bộ duy nhất. Tuyệt vời luôn, các bạn sờ tay vào cái mình vải này các bạn mê luôn đó. Chỉ có một bộ duy nhất thôi, bộ này là size medium. CC chưa có bộ này. CC có mặc cái mình vải này nhiều lắm, nhưng mà nó là những cái kiểu khác. Còn một bộ như vậy chưa bao giờ có. Thấy đẹp, lạ, rẻ, mua luôn. Bộ này ba cái thì đắt tiền hơn những cái kia ha. Mấy cái kia có mười mấy đô đó. Rồi bây giờ tiếp theo là những cái quần ghen này. Những cái này các chị em hỏi nhiều lắm. Thì đây, cái này size lót nha. Đây nữa nè. Giờ không có thấy sai. Đây là quần túi mông đó. Đây là dạng quần các chị em hỏi rất là nhiều. Các bạn mặc cái quần này nè, cái mông các bạn nè, nó lọt vào trong cái túi này nè. Các bạn đi á, cái mông nó đánh lên, nó tròn lắm, thích lắm, đẹp lắm luôn á. Đây đây, quần túi mông thì bạn nào cũng mê lắm. Cái này bán theo một vỉ ha, một vỉ này ba cái. Đây là quần ghen nhưng mà vẫn có túi mông. Một vỉ này hai cái, size lớn nè. Cái này không biết size gì các bạn ơi. Cái này là quần túi mông, không có ghen. Quần túi mông, không có ghen, mặc đi làm bình thường mỗi ngày. Cái này là quần túi mông mà có ghen. Các bạn nghe CC nói kỹ kỹ nha. Chứ để lộn á, mua lộn á, rồi các bạn hỏi ngược lại CC là CC không biết đường trả lời đâu các bạn ơi. Và đây, đây là cái quần ghen mặc ôm lên tới ở trên ngực mình luôn. Sẽ bó nguyên một cái bụng các bạn lại. Da trùng, da nhăn mặc được, bụng to mặc được. Cái này size small nha các bạn. Mặc lên tới trên này luôn. Những cái mà mặc cao lên tới trên này đó là phải lựa màu da hoặc là màu đen. Nè, đó, xúc rồi nè. CC gửi cho các bạn là CC tháo cái móc này, CC dục hết à. Để nó choáng chỗ lắm, ha. Với sao biết không? Sợ những cái móc này nè, những cái này nè.
nó móc vào những cái đồ khác, cho nên CC tháo dục hết à nha. Đó, cho nên khi các chị em nhận được là nó không có móc đâu ha. Và đây ba cái hiệu Tommy Hilfiger, chỗ này CC mặc nhiều lắm các bạn ơi nè. Vải thun cô tông thích lắm. Đây, một vỉ ba cái. Trời, mấy này CC nhiều lắm á. Cách đây mấy tháng có bán nè, này bộ luôn nè các bạn, cùng hiệu Tommy luôn. Cái này thì hai áo, áo này có mút đó, size mấy CC cũng không biết nữa. Ở đằng sau rất đẹp. Mùa này là mùa của những cái áo này, các bạn mặc áo thun dạng rộng đó, rồi các bạn mặc đẹp lắm. Đây, muốn mua này mua, muốn mua này mua, mua bộ mua cùng hiệu Tommy. Đây, đây là cái bra thôi nha các bạn, hiệu Calvin Klein, ở đằng sau hở như vậy nè, cho các chị em mặc áo hở lưng rất là đẹp luôn. Mấy cái này lâu lắm rồi đó các bạn nè, size lớn quá cho nên còn nè. Hai cái này là cũ, của khoảng 4 tháng trước. Và đây, đây là mút, mút mềm thật là mềm, mỏng thật là mỏng luôn. Đây là những thương hiệu nổi tiếng không đó nha các bạn. Cái này là size 34D đó. Đây, 34D, CC ngực 88, là 34, 3 chữ D lận nha các bạn, là ngực CC to tới như vậy luôn á. Đó, mã này là một chữ D nè. Cái này mút, mút rất mỏng. Hiệu này các bạn mặc, các bạn thích lắm. Mặc những cái hiệu này còn đẹp hơn Victoria's Secret nữa đó. CC nói thật đó. Các bạn biết những cái áo ngực này mà mua ở Target thôi, mặc còn bền, còn đẹp hơn ở Victoria's Secret. CC nói vậy là các bạn biết rồi. CC nhiều lắm. Để đi rồi CC review những cái áo ngực mà không có ren mà loại CC mặc nữa cho các bạn xem. Mấy cái đó thì không bao giờ on sale, cũng mắc lắm, ba mấy bốn chục một cái, không bao giờ on sale luôn. Và đây, cái này là có mút, mút này dày hơn cái mút kia một chút. Thì các bạn size bao nhiêu các bạn cứ cho CC biết. Rất là đẹp luôn nè, cái này nè, màu sắc đẹp nữa, kiểu đẹp. Cái này có gọng ở dưới ha, phần mút này cũng không dày lắm, khoảng một phân á nè. Và đây, loại này là loại CC mặc nè, chỉ là ren thôi, có gọng, không có mút, tuyệt vời luôn. Đây là hiệu Calvin Klein ha, rất là đẹp các bạn. Cái này size nhỏ quá, bạn nào muốn mua mua đi, này không phải size của CC đâu, 34B. Nhưng mà CC nói là CC mặc loại này đó, rất là đẹp cái này ha, hiệu Calvin Klein, không có mút, 34B. Và đây, hiệu Tommy Hilfiger, cái này có mút, mút mỏng lắm, mút mỏng chừng nửa phân thôi, rất là đẹp luôn, đẹp từ cái màu luôn đó các bạn. Cái này là sọc, mình vải sọc đó, thật là đẹp những cái này. 34C, có một cái một, mút mỏng lắm cho nên các bạn không cần lo ha. Và đây nè, cái này lúc trước bạn nào mua rồi đó nhớ không, trời ơi đã luôn. Cái này mút dày lắm nha, cái này các bạn không có ngực hoặc là ngực sệ, đây thay thế cho cái ngực của các bạn rồi. Các bạn nào mặc áo dài thì đây chính là cái áo ngực các bạn cần mua đó. Các bạn nào ngực sệ hoặc là không có ngực mà các bạn muốn mặc áo dài hoặc là những áo đầm ôm thì đây chính là cái áo ngực các bạn cần mua. Hiệu này cũng nổi tiếng lắm ha. 34C nha. 34C đó. Cái này bán cặp. Cái nào mà họ để cặp là họ bán cặp nha. Và đây là cái cuối cùng. Cái này là hiệu Bali thì thôi khỏi nói rồi. Xuất sắc rồi. 34D, cái này là không có mút, có gọng. Với cái mình thun này thôi, khỏi chê luôn các bạn. Hiệu này thì thôi nói chi nữa. Xuất sắc luôn. Đây, 34D nha. Nè, 48 đô,
50% off. Bữa nay là on sale rất nhiều luôn, có được nhiều CC mua hết. Trời ơi, mấy cái đợt trước các bạn mua hết sạch luôn, còn nào luôn. Đây, lâu lắm rồi ha, cũng phải 4 tháng rồi giờ mới có lại đấy. Mấy cái này nó ít sale, nhưng mà khi nó sale lớn lắm các bạn.